À, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. À, thì tiếp tiếp tục cuốn video hôm nay, đây là vườn cây bonsai của anh Đoan, có địa chỉ là thành phố Quy Nhơn. Thì hôm nay Thanh Phú lại ghé qua, anh cũng có chia sẻ cũng như muốn giao lưu đến quý vị cùng toàn thể anh chị em một số tác phẩm cây bonsai cũng tại vườn nhà. Thì khu vườn của anh thì cũng khá nhiều tác phẩm cây bonsai, nhưng mà hàng xây kích cũng tầm 1 người B, 2 người B, và cũng có nhiều chủng loại. Quý vị cùng toàn thể anh chị em, đừng quên để lại cho Thành Phú một đăng ký kênh, like, một chia sẻ. Chào anh. Rồi chào Thanh Phú, chào tất cả các anh chị em cho bonsai trên toàn quốc. Hôm nay cũng là một ngày mới, nhà vườn Đoan cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị em chơi bonsai trong thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn. Lời nói đầu tiên, nhà vườn xin chúc quý anh chị em chơi bonsai một ngày mới tràn đầy hạnh phúc. Sau đây nhà vườn sẽ thông báo những cái thông số về những cái cây mà nhà vườn muốn giao lưu đến với anh chị em. Trong đó có nhiều tác phẩm mini kích khoảng 1 người B. Sau đây nhà vườn xin tiến hành vô buổi giao lưu. Rồi, mời anh. Mình xin giới thiệu anh chị em cho bonsai một tác phẩm Hải Châu. Hải Châu. Cây này là được nhà vườn là mới tạo tán lại nha các bạn. Nhưng mà cây nó vẫn có tái nè, vẫn cho tái nhiều nè. Đây nhà vườn mới tạo tác lại, mới vô dây kẽm á để định hình á. Anh chị em nào chơi cái cây này hết cái mùa đây là cắt giặt là vừa nè. Cây có bờ đó lắm. Trời. Thông báo với anh chị em là cây này nó bị lúa vô đây nè. Đây. Đó, cây này bị lúa. Nhưng mà đối với Hải Châu là lúa thép nha các bạn. Bờ đó đây lục lục á. Cây cắt giặt mà nuôi cái cây nè. Đây các bạn thấy ngón cái mình giữ cái đầu mầm nè. Ở chỗ đó là chỗ nhà vườn nuôi á. Đây cúc lùng. Rồi sau đây nhà vườn xin đo cái thông số của cây Hải Châu. Cây có chiều cao là 40. Cao 40. Tán ngang là 50. Tán 50. Đau của mình là cái hoành eo nha các bạn. Đau hoành eo chứ không đau bởi chân gốc á. Hoành eo là 40. 40. Ngày thước quỳ. Nằm trên chiếc chậu vuông Trung Quốc là 33. 33 vuông. Mình quay một vòng nữa rồi mình báo giá với anh chị em cho bonsai. Này bề nó cũng hết chậu. Kín chậu. Chân rễ là đây hết chậu luôn hả? Rồi mình xin báo giá giao lưu đến anh chị em cho bonsai trên toàn quốc với tác phẩm Hải Châu này với giá là 8 triệu giao lưu tại vườn. 8 triệu. Mình xin nhắc cái địa chỉ của nhà vườn Đoan là ở thành phố Quy Nhơn. Số điện thoại là 0905 955 644. Và nhà vườn báo cái giá những tác phẩm đến anh chị em cho bonsai là chưa có phí ship nha các bạn. Và đồng thời là nhà vườn cũng có ship hàng trên toàn quốc. Rồi, một tác phẩm khế. Rồi, tiếp theo nhà vườn xin giới thiệu đến anh chị em cho bonsai một tác phẩm khế gân ha.
Đây đây là có cái bờ đất luồn lực này, nhà vườn cách từ cái cây phôi từ miền Nam nó nuôi lên tới bây giờ này là 4-5 năm rồi nha các bạn, chứ không phải nuôi thời gian đâu. Cây này đặc biệt nó có cái tử đây cũng hay này. Và đồng thời là báo với các bạn là cây nó đang ra hoa trái nha, nó đang cho hoa nè, chuẩn bị ra trái đó. Rồi thế nhà vườn xin đo cái thông số của cây khế gầm. Dạ yeah, cây nuôi lâu. Cây khế chiều cao là 45. Cao 45. Tán ngang là 40. 40 tán. Hoành eo tại đây các bạn, đo hoành eo của một thân này là 31. 31. Hết cái hoành đới này luôn cái tử á là 48. 48. Nằm trong chiếc chậu là 35. Chậu 35. Mình quay một vòng rồi mình báo giá cho chị em tham khảo và giao luôn. Đổ vài trái lòng thòng xuống cũng hay, ra bông cũng nhiều rồi quý vị. Nói chung là khế gân đây là nó cũng như khế ta mình nghe các bạn, nó cứ ra trái ra bông liên tục á, cho trái thường xuyên. Rồi mình xin báo giá giao lưu cây khế này là giá 3,2 triệu tại vườn. 3,2 triệu. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giới thiệu một tác phẩm Hải Châu. Hải Châu cây này cây trực bên nhân nha các bạn, thế cây bên nhân á, cốt lắc thiên nhiên hay hay cốt quý vị. Đèn có hoa rồi. Nói chung cây nhà mà mình mới xả tàn lại đó, còn cây đây nó đang có hoa tái nhiều lắm, mình còn nuôi thêm mà nuôi thành cây cắt giật á. Khéo khéo. Rồi sau đây mình xin đo cái thông số cái cây Hải Châu bên nhân đi. Cây có chiều cao là 42. Cao 42. Tán ngang là 40. Tán 40. Mình đâu qua thân trên cao này nha các bạn, chứ phải đo sát gốc đâu. Hoành thân đây là 17. 17. Hoành gốc là 31. 31. Nằm trong cái chậu là 30. Chậu 30. Mình xin báo với anh chị em chơi là cái chậu này nó bị bể rồi nha các bạn. Chậu bị nứt rồi á. Chậu nứt. Đây này, chậu nứt đây này. Anh chị em nào mà sở hữu cái này là giữ lại chơi vẫn được, mà sang chậu mới cũng vẫn được. Tại cây đây mình nuôi trong chậu lâu, thùng chậu này nè. Rồi mình xin báo giá cái cây Hải Châu dáng bên nhân này với cái giá là 2,5 triệu giao lưu tại vườn. 2,5 triệu. Rồi xin giới thiệu đến anh chị em do bonsai một tác phẩm Hải Châu dáng tanh nha các bạn. Hải Châu. Cây này thường gọi là dáng tanh á. Cây này có đường đi hay lắm, đường đi lét lướn. Cây đây là đã xa kẽm rồi nha các bạn, không có nuôi kẽm nữa, nuôi cắt diệt thành bóng tán luôn á. Có một cái con tử bên dưới. Cây này là cũng đang trong thời kỳ cho hoa trái nè. Dáng tranh cốt hồi trái nè quý vị. Cây này mấy cái lá vàng 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 là cái lá nó bị vàng nha các bạn, chứ không phải là cái cây bị suy yếu đâu. Dạ yeah, lá. Cây này cũng dạng thuần chậu rồi á. Rồi mình xin báo cái đây nè, báo cho anh chị em biết là điều phú quay kỹ vô đây. Cái cây này mặt sau nó bị lúa này nha các bạn, nhưng mà nó vàng vàng lúa thép á. Rồi mình xin đo thông số của cây Hải Châu dáng tanh đây. Cây có chiều cao là 40. Cao 40. Tán ngang là 50. Tán 50. Hoành eo của một thân này mình đo tại đây một thân này là 15. 15. Đo hết cái bộ đớ của nó nè là 43. 43. Nằm trên chiếc chậu hình chữ nhật
À, chiều dài là 37. Dài 37. Chiều ngang là 26. 26. Tàn cũng dày hết. Đây là thành cây thuộc mà. Rồi sau đây mình báo giá cái cây Hải Châu dán tanh đây. Với cái giá là 3,5 triệu, giao lưu tại vườn. 3,5 triệu. Mình xin nhắc lại là số điện thoại của nhà vườn Đoan là 0905 955 644. Địa chỉ ở thành phố Quy Nhơn. Tiếp theo nhà vườn xin giới thiệu đến anh chị em cho bonsai một tác phẩm là phi lao. Phi lao. Tại đây cây dương liễu ở quê mình là gọi là cây dương liễu nha các bạn. Từ phổ thông gọi cây phi lao á. Cây này có một bộ cây này có cục này rất hay nè. Đường đi là lách nè. Cây rừng núi mà tìm được cái cây mà lách lưỡng vậy mà có cái bộ cục đá đẹp là khó lắm á. Khéo cái gì? Mini khéo. Bỏ bàn rất đẹp. Cây này anh chị em nào sở hữu về sang cái chậu đẹp nữa là cây đã đẹp. Cái cục gù đẹp. Khéo, lắc cái thân trên. Rồi, giờ đây mình xin đo cái thông số của cây dương. Cây có chiều cao là 40. Cao 40. Tán là 35. 35 tán. Đâu quanh eo của cái thân nha các bạn. Quanh eo của cái thân tại đây nè. Là 14. 14. Cái cục nạc này, đo ngay cục nạc đây. Cái cụ chờ đâu. Đo phỏng phỏng đi. Nó là 35. 35. Đó, cái hoành đế của nó là 43. 43. Rồi mình xin báo giá cái cây dương này đến anh chị em chơi bonsai với giá là 3 triệu, giao lưu tại vườn. 3 triệu. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giới thiệu đến anh chị em chơi bonsai một cây dúi nha. Cây dúi đây, cây dúi chân rễ nha. Dúi có hai chân rồi vậy. Cây này là đang trên thời kỳ là làm để hoàn thiện nè. Nhà vườn vẫn còn để dây lại để cố định cái cây cho nó bài bản á. Tìm được những cái cây dúi mà chân rễ là khó lắm các bạn. Tìm mà bợ đồ củ cục là khó chứ gì mà chân rễ là khó lắm nha. Hai chân là khéo. Xây dựng 48 bên trên. Ai đây nhà vườn nuôi lâu lắm hả? Nuôi mà đã sửa được bộ tàng đây là lâu lắm nha các bạn. Rồi mình xin đa thông số của cây dúi. Cây có chiều cao là 45. Chiều 45. Cái tàng bay từ vô tới tầm gốc là 40. 40. Mình đã keo ra này nha các bạn. Keo này là 25. 25. Keo của hai cái chân rễ là 45. 45. Nằm trong chiếc chậu là 38. Dài 24. Mạch nào cũng đẹp. Chân rễ đứng nhìn mạch nào cũng đẹp. Khéo cốt. Rồi mình xin thông báo cái giá giao lưu đến anh chị em cho bonsai là dưới tác phẩm dúi này với cái giá là 3 triệu giao lưu tại vườn. 3 triệu. Rồi tiếp theo nhà vườn giờ xin giao lưu đến anh chị em cho bonsai một tác phẩm lục vân. Lục vân. Cây này là cây bên nhân luôn các bạn. Cây này là nhà vườn người ta báo vừa tháo kẽm ra để sổ cho nó cây nó mạnh lên rồi làm lại á, để cho cây nó phát triển mạnh rồi làm lại á. Tại cái bộ rễ đẹp quá. Quá bộ rễ mùi. Hết chậu. Dạ cây ha. Rồi mình xin đo thông số của cây lục vân. Cây có chiều cao là 60. Cao 60. Tán ngang là 55. Tán 55. Đã cái eo ghe đây nha các bạn. Đã cái eo trên cổ rễ nè. Là 20.
20. Mình đo hết cái chân rễ nó này. Chân rễ gần vô hết cái chậu luôn ạ. Là 82. 82. Nằm mà trong cái chậu vuông là 30. Chậu 30. Cây này anh chị em nào mà sở hữu cây này giờ cứ để nó phát triển mạnh lên rồi làm dây một lần nữa là cây nó hoàn thiện mà. Rồi mình xin báo cái giá giao lưu đó anh chị em cho bonsai. Cái tác phẩm lộc rừng này là với có giá là 2,5 triệu giao lưu tại vườn. 2,5 triệu. Tiếp theo nhà vườn xin giao lưu đến anh chị em cho bên sai một cây hải châu nha. Cây là cây thế bay nha các bạn. Phun trái quý vị. Cây đây là đặc biệt là giờ nó đang có một cây trái chuẩn luôn nè. Trái to lớn và trái đang chuẩn bị chín nha. Anh chị em nào sở hữu cái đây á. Bây giờ là chơi cái mùa trái đây là khâu ghiềm luôn. Qua wow, một cây trái xuống tới dưới luôn quý vị. Trái từ gốc tới ngọn mà. Quá đẹp quý vị. Dòng trái hải châu thì tuyệt vời, trái sát với thân luôn này. Nhưng mà giới thiệu anh chị em cho biết là đây chỗ đây nha, cái gốc này nó bị lúa đây nha, đây chỉ cho anh chị em thấy này, đó, hoành thân là lớn nha các bạn chứ không phải hoành thân nhỏ đâu, hoành kín trái hả? Đây đây mình đã trang trí trong nhà nó đẹp cực kỳ, không chơi đâu được. Giờ bắt đầu trở lên thì trái nó ngã màu vàng rồi chín màu đỏ, nó rất là nhiều màu. Cả một lúc trái. Rồi sau đây mình xin đo cái thông số của cây hải châu. Cây bay đây. Cây có chiều cao là 30. Cao 30. Tầng bay của nó là 60. Tầng 60. Mình sẽ xin đo hết cái bệ thân tại đây nha các bạn. Mình đo phỏng phỏng rồi chứ cây này có gốc cũng dạng lớn lắm á. Bệ thân của nó là 36. 36. À, cái gốc nó thì đo không được đâu. Nhưng mà nó nằm trong cái chậu là lục giác là 32. 32. Cái bộ đó gần như cũng hết cái chậu rồi á. Thời kỳ thời đẹp tới gì đẹp đang trong thời kỳ cho trái. Rồi mình xin giao lưu đến anh chị em cho bonsai tác phẩm hải châu bay đây có giá là 5 triệu giao lưu tại vườn. 5 triệu. Mình xin nhắc lại số điện thoại của nhà vườn Đoan là 0905 955 644, địa chỉ là ở thành phố Quy Nhơn. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giới thiệu đến anh chị em cho bonsai một cây rễ nữa nha bạn. Cây này gọi là cây bạch chỉ. Bạch chỉ. Tức là cây vú vẻ nó nhỏ. Cây này là có bộ chân rễ rất là đẹp. Có bộ chân hay. Nó bị lúa ở đây nha bạn, lúa từ đây nè. Đây, cái chân rễ nó bị lúa nè. Chân dài. Cây này đã hoàn thiện các bạn, đã hoàn thiện cho cái chặt rồi á. Cây có bộ chân đẹp quá. Rồi mình xin đo cái thông số của cái cây bạch chỉ đây. Cây có chiều cao là 70. Cao 70. Tán ngang là 60. Tán 60. Đo quanh một cốt đây các bạn. Quanh một cốt đây là 20. 20. Quanh hai thân đây là 44. 44. Quanh chân rễ là 60. 60. Quanh chân rễ nằm trong cái chậu 40 phụ bì. Chậu 40. Rồi mình xin báo giá giao lưu cây bạch chỉ đến anh chị em cho bonsai với cái giá là 2,5 triệu giao lưu tại vườn.
2,5 triệu. À, mình xin nhắc lại là nhà vườn giao lưu tác phẩm là không, chưa bao gồm phí xíu nha các bạn. Và khi giao lưu là nhà vườn có trách nhiệm là ship hàng đến tận nhà cho các bạn. Theo nhà vườn xin giới thiệu đến anh chị em châu bonsai là một cái cây hải châu hai thân nha. Hải châu. Cây đây có đường đi lách luôn nè, chứ không phải là hai thân thẳng đâu. Cây đang cho một cây hoa trái luôn á. Cây này nói với các bạn là cây này nhà vườn là chơi là cũng dạng thả thành rừng luôn á. Hoa. Thành một cây hoa trái á. Hoa kính cây của gì? Chứ không có vô kẻ máy đâu. Nhiều lớp trái. Có những cái trái đợt đầu nó to rồi quý vị. Cái tiếp là đợt sau. Đây là anh chị em là chơi là ta có lúc cây trái có thừa nhiều lắm á. Tiếp tục là đợt sau. Tháng liền. Là hoa nè quý vị, kín cây trắng xóa. Cây này sung rồi. Về cốt thì cũng dàn dưới chân nó cũng khéo quá nhỉ. Sắp tới thì nó cho một cây trái. Rồi sau đây nhà vườn xin đo cái thông số của cây hải châu hai thân. Cây có chiều cao là 80. Cao 80. Tán ngang là 60. Tán 60. Hoành của một thân là 14. 14. Hoành của hai thân là 23. 23. Hoành của chiếc đế là 57. 57. Nằm trong chiếc chậu tròn là 40. Chậu 40. Hoa trắng xó. Nó ba đợt trái. Rồi mình xin giao lưu đến anh chị em giao bonsai tác phẩm hải châu này. Có cái giá là 3 triệu giao lưu tại vườn. 3 triệu. Nhà vườn xin giới thiệu đến anh chị em giao bonsai một tác phẩm là Linh Sam nha các bạn. Linh Sam. Cây này á, là giới thiệu các bạn Linh Sam. Cây này là cái gốc, đây là gốc ghép, gốc này là gốc rừng nè. Gốc rừng ghép Linh Sam rừng. Ghép Linh Sam sông Hình lá nhỏ. Đó. Mà cây đang trong thời kỳ là tạo tác nha các bạn. Anh chị em nào có giao lưu thì mình giao lưu giá hữu nghị ra gì mà nuôi thêm. Thì bỏ bàn cũng đẹp. Rồi mình xin tạo thông số của cây hải cây Linh Sam. Cây có chiều cao là 30. Cao 30. Tán là 40. 40 tán. Hoành gốc của ba thân nha các bạn. Hoành gốc của ba thân là 38. 38. Nằm trong chiếc chậu là 33. Chậu 33. Rồi mình xin giao lưu cái gốc cái cây Linh Sam ghép này giá là 1,2 triệu giao lưu tại vườn. 1,2 triệu. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giao lưu đến anh chị em cho bonsai một tác phẩm hải châu bay nữa nha bạn. Tập cây này là châu. Một loại ba thân, có một cái thân đại bay này, đại thân đại bay này xây to, đây là tích là 20 bơi nha các bạn. Cây này cũng phun hoa và trái. Cây đang cho một cây hoa trái bởi đó gốc lớn. Cây này tính ra là không hư cái gì nha các bạn. Một trái. Số lúa nằm ở trên thân là không đáng kể. Trái to. Tiếp tục được vừa rồi là trái này. Tiếp tục lại hoa. Cây này nuôi cây Tây Tàng Gia. Anh chị em mình xem cái bộ tán trước. Đây dưới phần đế gốc. Đế gốc to. Có cành bày cũng khéo là nó khéo cây khéo cốt. Sắp tới thì nó cho nó phun cây trái luôn quý vị. Rồi mình xin đo cây hải châu này nha các bạn. Cây hải châu có chiều cao là 50. Cao 50. Tán bay là 80. Tán 80. Mình xin đo một cái thân bay không nè. Thân đại diện là thân bay á, thân bay nó vẫn nhỏ nha. Ngày thước. Thân của nó là 18. 18. Ba thân. Ba thân là 40. 40.
Còn cái bộ đế nó lớn lắm các bạn. Đây mình đo cái bộ đế này. Nhìn xem đây. Không trải hết. Bộ đế của nó là 78. 78. 78 đó, đó là chưa đo hảo cho các bạn biết được á. Chưa hết thước. Rồi mình xin giao lưu đến anh chị em cho bonsai tác phẩm Hải Châu 3 thân bay đây với cái giá là 25 triệu. 25 triệu giao lưu tại vườn. Anh chị em nào mà yêu thích những tác phẩm nhà vườn đoan là xin nhắc máy lên điện thoại qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Rồi để kết thúc cái clip ngày hôm nay, nhà vườn cũng xin kính chúc anh chị em cho bonsai một ngày mới tràn đầy năng lượng. Xin tạm biệt anh chị em và hẹn cái clip sau. Rồi xin chào, chào thành phố. Rồi chào anh. Rồi và chương trình giao lưu cây bonsai tại vườn của anh Đo. Thành phố xin phép dừng cuốn video lại. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em có yêu mến tác phẩm nào của anh Đo thì cứ liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại có trên màn hình để tham khảo và giao lưu. Và quý vị cùng toàn thể anh chị em đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.